Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấm Tài Gaming ha. Hôm nay á thì mình lại tìm được một tựa game anime mới để chơi cho anh em xem. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào chơi cho anh em xem nha. Đầu tiên á thì chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. Đó chính là đánh thường, dùng võ thực anh em, không dùng vũ khí. Cái số 2 chúng ta sẽ là kiếm sĩ nè, mà có cầm một cái kiếm rất là to luôn. Và cái thứ ba là có thể sử dụng được phép thuật. Mình thì chắc lựa chọn kiếm sĩ đi ha. Mấy cái này thì nó cũng không có quan trọng lắm, tại vì khi mà vào game á thì mình sử dụng sức mạnh của nhân vật anime chứ không sử dụng mấy cái này đâu. Thường là như thế. Wow, có cả một đoạn phim lúc đầu game nữa. Có Goku, Naruto, Luffy với lại Ichigo. Và giao đấu lại một nhân vật nào đó. Có sừng đồ các kiểu, chắc là quỷ vương đó em ạ. Thường là như thế. Ghê không? Trời ơi, mới vừa vào có những cái đoạn đánh đấm như này nhìn hay thật sự. Tấn công từ bốn hướng luôn, nhưng mà cũng không có xi nhê. À, anh em thấy chưa? Bây giờ tới lúc mình nó sẽ cho chúng ta lựa chọn một trong bốn nhân vật. Tất nhiên là mình phải lựa chọn Luffy mũ rơm rồi phải không nào? Admin sợ mình không biết chơi á, nên là vừa vào cho vô cái khu tập luyện luôn. Chỉ cho ông ta những cái nút combat đánh đối phương được các kiểu. Theo mình thấy á, thì không có sử dụng tới chuột nha. Chỉ xài bàn phím thôi. Anh em nhìn ở bên góc nó có cái bộ chiêu thức kìa. Nút qua bên phải cộng K thì nó sẽ ra một cái chiêu khác nhau. Nút xuống cộng nút K thì nó sẽ ra một cái chiêu khác. Đấy. Gồng năng lượng nè. Nhìn chất ha. Cái lối chơi của game này á, đó chính là anh em phải làm sao mà đánh đối phương bay xuống vực. Đấy. Là được. Khi chơi á, cẩn thận đừng để cho đối phương đánh mình nhiều quá. Khi mà đối phương đánh trúng nhiều á, cái phần trăm của nhân vật nó sẽ tăng cao. Tăng càng cao á thì người khác họ đánh anh em dễ bay xuống vực hơn, thường là như thế. Hiện tại game nó đang hướng dẫn mình cái gì ở phía trên kìa. Ủa, hoàn thành luôn. Vậy vừa mới nhìn lên anh em ạ. Bây giờ nó kêu là mình nhấn nút Z với lại nút X 5 lần. Rồi ok, chuyện nhỏ. Cái phần hướng dẫn này anh em có thể bỏ qua luôn nha. Có một cái nút skip ở cái bên nè. Chắc mình sẽ ra ngoài và chơi cho anh em xem luôn. Chứ cái phần hướng dẫn này hoàn thành không biết tới khi nào. Trước tiên là trang bị Luffy mũ rơm vào để sử dụng nha anh em. Có rất là nhiều nhân vật nè. Nhưng mà lúc nãy mới vừa vào mình chọn Luffy, nên là mình sẽ trang bị luôn. Anh em thấy chưa? Y mà tiền nhiều quá vậy. Để mình vào trong cái phần menu á, quay nhân vật đồ các kiểu chơi chứ chờ đợi gì nữa anh em. Nè, nó có những cái chỗ triệu hồi nha. Cái này là triệu hồi gì vậy ta? Như đâu phải triệu hồi nhân vật. Thử coi. Trời. Goku đánh với lại đại đế Frieza anh em ơi. Wow. Khi mà triệu hồi thì game đã làm cũng khá là đặc sắc. Mình được một cái danh hiệu Sensei. À, chẳng lẽ cái chỗ là quay danh hiệu nhỉ? Rồi vào lại cho cái phần menu nè. Đây là người chơi khác họ đang đánh nhau nha. Từ từ đi, mình sẽ vào đấu cho anh em xem sao. Đây đây đây, chỗ quay nhân vật anh em ạ. 3.000 tiền là chúng ta sẽ quay được chục lần. Quay thử lần trước. Mình còn nhiều tiền mà. Mỗi lần chịu hồi là như thế này á hả? Trời ơi, được một cái skin của Luffy mũ rơm anh em ơi. Quay chục lần luôn. Rõ ràng đây là quay nhân vật, nhưng mà nó có trúng skin luôn á, chứ không phải là nó trúng nhân vật không. Trời ơi, công nhận chịu hồi không mà màu mè quá anh em ơi, thật sự. À, được một cái skin kiếm sĩ. Một cái nhạc. Một cái điệu nhảy. Đây đây đây,
nhân vật đầu tiên đó chính là Ichigo nha. Một cái danh hiệu, thêm một cái danh hiệu nữa. Cái con nhân vật gì đây? Trời ơi, nó trúng tùm lum hết trơn anh em ơi, chứ không phải là quay nó ra nhân vật không. Tổng cộng ở đây theo mình thấy là chỉ được có hai nhân vật thôi, cái con Ichigo với là cái con gì giống như là zombie nè. Vào trong đây chúng ta có thể trang bị Ichigo nha. Trang bị thử cho anh em xem. Đấy. Nhưng mà thôi, mình sẽ sử dụng Luffy mũ rơm trước. Còn lại một số nhân vật nhìn khá là lạ luôn á. Rồi ok, chuẩn bị vào chơi cho anh em xem thôi, chứ nãy giờ ở bên ngoài hơi bị lâu. Anh em thấy Luffy của mình đã được sơn màu chưa? Chắc chắn rất rất là bá đạo. Tạo cái map này đi. Không có người chơi nha anh em, nên là mình sẽ tạo một cái con boss để phòng hờ thôi anh em ạ. Trong lúc mình thử chiêu đánh lại con boss á, thì người chơi có thể vào nha, có thể vào đây đấu với mình luôn. Nhưng mà đợi đi, một hồi có người vào rồi tính. Trước tiên là mình sẽ thử sơ qua chiêu thức của Luffy để biết chiêu anh em, một hồi đánh cho nó dễ. Bazooka rồi Galgen rồi các kiểu, cũng những cái chiêu quen thuộc đấy à. Nhưng mà mình đang làm quen với lại những cái nút anh em, để hồi đánh cho nó dễ. Không có thanh niên nào vào vậy, buồn thế. Khi mà đầy năng lượng thì chúng ta có thể kích hoạt lên xài gear 2. Cái lóng năng lượng nó nằm ở dưới cái chỗ con Luffy đó anh em, có một cái lóng màu xanh xanh á, đây là chúng ta có thể sử dụng được. Có cả cái chiêu phình bự như cái bong bóng nữa kìa. Trong cái tựa game này chiêu đó rất là lợi hại nha anh em. Khi mà đối phương đánh mình bay ra ngoài, sắp rơi xuống vực sâu á, mình dùng chiêu đó mình bay lên. Phần trăm của cái con nước bên kia á, 148 nữa kìa. Bây giờ mình đánh cái là bay bút chỉ nữa, thấy chưa. Trời ơi, ghi 2 nhìn chất không. Đấy. Ê, có ai sử dụng ghi 3 luôn kìa. Mình cứ tính là ghi 2 hết rồi chứ. Trời ơi, ghê chưa. Được phết đây. Ê, có người vào anh em ơi. Hồi nãy giờ đang chờ đợi. Lại đây. Bạn đó hình như là chưa có chọn nhân vật anime hay sao á. Vẫn xài cái dạng sức mạnh bình thường mà lúc mới vào game nó cho anh em. Trời ơi, cuối cùng cũng đã có đối thủ. Sao nãy cái lúc mình đầy năng lượng không chịu vào đi. Mình cho trải nghiệm gear 3. Giờ mình xài xong rồi mới nhảy vào. Để ráng tiêu diệt thanh niên đó cho anh em xem. Lại đây. Lối chơi của cái tựa game anime để anh em thấy hay không? Nó thuộc cái kiểu như là đối kháng vậy á. Chỉ có một cái góc nhìn ngang như thế này thôi. Bạn kia lên 63% rồi kìa. Đó, cái phần trăm càng cao thì mình đánh đối thủ bay càng xa. Trời, vẫn chưa chịu rớt anh em ạ. Cố gắng bay vào kìa. Nhào vô đây. Vừa tới bờ là bị mình đánh văng ra liền anh em ơi. Trời, hụt cái chiêu. Bay màu liền. Phần trăm của bạn nó cao quá rồi, khó mà sống sót nổi. Mình ở đây chỉ mới có 33 thôi. Bạn kia đánh mình không có bay được xa đâu. Anh em thấy không? Dễ gì tiêu diệt mình. Sắp đầy năng lượng xài tới ghi 3 rồi anh em ơi. Ghi 2 chứ, xong mới lên ghi 3. Thời gian còn có 1 phút mà không biết xài kịp hay không nữa. Quan trọng là mình phải đánh trúng người chơi á, nó mới lên anh em ạ.
Trời ghê thế. Nhào vô đây mà kiếm ăn. Bạn nó chơi cái sức mạnh cơ bản game nó cho nè, bắn ra lửa rồi các kiểu. Sao cảm giác nhìn giống chiêu của Sanji quá ha. Xài ghi hay. Ghê thế. Còn bay vô được anh em ạ, chưa có rớt đâu, chắc luôn. Ghi ba. Bay vô hộ cái. Đấm cái ngụm luôn. Hết giờ rồi. Còn có mười mấy giây à. Chết rồi anh em ơi. Mình lên 118%. Rồi, bay màu. Luffy ôm màn hình luôn. Hết giờ. Thế là xong. You win anh em ơi. Mình được 5 điểm đó là hạng nhất. Giờ chắc đổi sang Ichigo đi. Để mình chơi cho anh em xem coi có mạnh hay không. Trải nghiệm game mà anh em. Có nhân vật nào thì mình phải đổi sang sử dụng nhân vật đó phải không? Rồi ok. Ê bạn kia xài Naruto rồi kìa. Hồi nãy là không có xài nhân vật anime nha. Tạo phòng tiếp. À bạn nó vào luôn. Ok. Chơi thôi chứ chờ đợi gì nữa. Trận chiến giữa Ichigo và Naruto. Naruto không biết chiêu như thế nào ha. Mình chưa có nhân vật đó nè mà. Rasengan. Trời sao mạnh vậy. Anh em cái nhìn cái phần trăm của mình lên cực kỳ nhanh luôn kìa. 40 rồi. Cái bộ chiêu thức của Ichigo cũng khá là hay đấy. Cái game này chơi là mình phải nhảy liên tục nè, không có đứng dưới đất được. Đứng dưới đất là khả năng bị người chơi khác họ đánh. Phải nhảy nhảy lên né đòn được các kiểu. Lại đây nào Naruto. Trời hụt lốc luôn. Biến hình Shuriken bay được các kiểu. Nhân vật bạn kia sử dụng là Naruto lúc nhỏ nè em. Nên mấy cái chiêu nhìn cũng khá là thú vị. Hồi nãy giờ tốn mấy phút rồi mà chưa tiêu diệt được. Phần trăm của mình cao hơn nha. Khó đánh trúng quá. Này thì Rasengan. Năng lượng thì chưa được nửa cây nữa. Rớt đi. Trời ơi còn bay vào được anh em ơi. Bạn này kiên trì thế. Đó phải vậy. Rơi xuống vực rồi. Mình cũng sắp ngẫm nha. Tại vì 56%. Bạn kia đánh tí mình lên chừng 70% là khả năng cao bị văng xa rơi xuống vực. Trời dính cái chiêu Rasengan. Trời chết chết anh em ơi, bay vô không được. Xong luôn. Bị văng ra xa quá. Này thì Naruto với lại chúng tôi. Ráng xài thử cái tuyệt chiêu coi. Thời gian còn lại 2 phút rồi nha anh em. Tới đây. Chết rồi bị đánh nữa anh em ơi. Trời ghê vậy. Vậy bạn này kinh đây. Vừa mới bay vào là dính chiêu. Vừa mới bay vào là dính chiêu anh em ạ. Chả làm được gì.
Rồi sao? À không sao bay vào được. Mình cứ tính ngẫm nữa rồi chứ. Ủa? Bạn kia sao bay màu vậy? Mình có làm gì đâu. Tự nhiên nhảy xuống vực chết ngắt luôn vậy. Vãi thiệt. Cái cú đẩy là bạn kia chết nhảm nha anh em. Mình có làm gì đâu trời. Bay lên bay lên. Không nên đứng gần cái chỗ vực sâu quá anh em ạ, nguy hiểm. Trời ơi, chết, phần trăm cao quá. 99 rồi. Sao? Không ổn chút nào anh em ơi. Phải cái sắp sử dụng chiêu rồi đó. Trong khi là năng lượng của mình chưa đầy nữa. Này thì ra Rasengan. Lần này là thua chắc rồi nha anh em. Hồi nãy giờ số lần mình rơi xuống vật quá nhiều đi. Trong khi là bạn kia hình như chỉ rơi xuống có 2-3 lần thôi. À xài tuyệt chiêu luôn kìa. Mình thì chưa đầy nha. Trời ghê thế. Tới mình ra chiêu thức. Rồi. Chưa kịp sử dụng tuyệt chiêu luôn anh em ạ. Vãi. Cái tuyệt chiêu của Ichigo á. Chưa kịp sử dụng luôn. Mới vào một cái trận khác nha anh em. Lần này á thì số người chơi tới 4. Đang đánh nhau rất là lộn xộn nè. Mình mới tiêu diệt được một người chơi. Hai người chơi. Chỉ cần chém cho đối phương bay dính vô cái tường là được anh em ạ. Đơn giản. Có cái thanh niên mà xài cái con như bọt như zombie anh em. Rất là ghê nha. Nãy giờ ăn chắc tầm mấy mạng rồi đó. Chơi hai người thì nói chung nó sẽ dễ nhìn hơn. Còn bốn người như thế này thì nó lộn xộn lắm anh em ạ. Sao? Mình mới vừa bay màu. Quan trọng là giờ để ráng xài cái chiêu của Ichigo cho anh em xem. Cái trận hồi nãy chưa xài được. Tức ghê. Năng lượng thì sắp đầy rồi. Cứ từ từ mà đánh thôi. Né xa xa cái tường ra nguy hiểm quá. Phần trăm mà tăng lên chừng 70-80 á. Đứng gần tường là dễ bị bay màu. Cứ bay ra chính giữa cho nó an toàn anh em. Đang đánh nhàm đụng phía dưới kìa. Năng lượng lâu đầy thì chứ. Tới đây. Trời ơi mình đánh bay mấy hình niên kia hết luôn á. Nhưng mà kiểu như đứng chính giữa nè. Với lại phần trăm của mấy hình niên kia chưa cao nên đánh bay không được xa. Mình biến hình luôn rồi. Giờ canh xài cái chiêu M á. Chủ yếu là có cái chiêu M nè. Ngầu chưa. Trời mấy anh niên kia né được hết anh em ơi. Trời mà chiêu của Ichigo nhìn hay thực sự luôn á. Chỉ có điều là xài hụt thôi. Thời gian còn 1 phút à. Trận này thì chắc chắn thanh niên mà nhìn như là zombie á win chắc rồi. Ăn nhiều mạng lắm. Giờ năng lượng cạn đánh không đầy nổi đâu anh em ơi. Chắc luôn. Mình thì cũng sắp bay màu. 103% nè. Wow, Naruto sử dụng chiêu. Cứ né ra xa rồi bay vô mình tấn công thôi. Đấy biết ngay mà thế nào mình cũng sẽ bị tiêu diệt. Chả thấy cái gì anh em ạ. Đánh nhau lộn xộn. Mà sao lúc tối lúc sáng á. Giờ nó tối tối nè khó nhìn.
ăn được 7 mạng luôn. Naoto ăn 5 mạng, mình ăn được 4 mạng. Có cái bạn Luffy là ăn ít nhất. Rồi thôi, nói chung là hôm nay thấy có một cái tựa game khá là thú vị nên vào quay clip chơi cho anh em xem. Giờ thì cũng không còn nữa, chắc mình sẽ kết thúc video này đây luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em. Game này chơi rất là thú vị luôn á, nhưng chỉ có điều là hiện tại hơi ít nhân vật.